hoạt là một trong những bệnh lý phổ biến, nhất là ở nữ giới. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tình trạng này có thể điều trị bằng nhiều phương pháp, trong đó có kích thích thần kinh chay. Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Cao Tháp, hiện đang công tác tại đơn vị Niềm Nữ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số kiến thức về cái phương pháp kích thích thần kinh chay trong điều trị bàng quang tăng hoạt. Phương pháp kích thích thần kinh chay này là phương pháp mà mình sẽ điều hòa cái thần kinh, sẽ có một cái xung điện đi vào cái dây thần kinh chay sau để điều hòa cái thần kinh của mình. Trong các trường hợp mà bệnh nhân mắc phải các bệnh lý về rối loạn điều trị dưới, rối loạn đường ruột cũng như là rối loạn chức năng sinh dục. Thì cái dây thần kinh chạy á, là một phần của cái bó dây thần kinh điều khiển bàng quang. Thì do cái tín hiệu giữa bàng quang và não nó không có được chính xác, cho nên cái phương pháp này là giúp cho mình điều chỉnh lại các tín hiệu giữa não và bàng quang. Thì nhờ vậy giúp cho bàng quang giải phóng nước tiểu khi cần. Chỉ định của cái phương pháp kích thích thần kinh chay này thì được điều trị trong bệnh lý bàng quang tăng hoạt, với một số trường hợp là bệnh nhân không đáp ứng với thuốc cũng như các liệu pháp thay đổi hành vi thì có thể sử dụng cái phương pháp này. Các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh lý bàng quang tăng hoạt, bạn sẽ có cảm giác đi tiểu nhiều lần trong ngày, rõ hơn là đi tiểu hơn 8 lần một ngày. Còn về ban đêm thì có thể sẽ đi tiểu khoảng bằng hoặc trên 2 lần. Ngoài ra thì còn mắc phải cái triệu chứng là đi tiểu không thể kiểm soát được. Đây là một phương pháp tương đối an toàn, tuy nhiên thì nó vẫn khuyến cáo đối với một số bệnh nhân thì không nên thực hiện các phương pháp này, như là phụ nữ đang mang thai, các bệnh nhân đang có máy tạo nhiệt, bệnh nhân bị bệnh lý về rối loạn đông máu và các bệnh lý mà có tổn thương thần kinh. Kích thích thần kinh chay trong cái điều trị bàng quang tăng hoạt là mình sẽ giúp cho làm giảm các cái triệu chứng của cái bàng quang nó hoạt động quá mức. Thì cái chân thần kinh chạy sau này là một phần của bó dây thần kinh tọa. Chính vì vậy là khi mình kích thích cái dây thần kinh sau này thì mình sẽ điều chỉnh được các tín hiệu từ não xuống tới bàng quang. Thì bằng cách là mình sẽ đâm một cái kim vào phía cạnh chân, sau đó sẽ có xung điện đi qua cái kim để vào kích thích cái dây thần kinh chạy này, sẽ giúp cho cái triệu chứng bàng quang tăng hoạt sẽ giảm. Cái phương pháp này xâm lấn rất là tối thiểu, có rất ít những cái tai biến chứng xảy ra khi thực hiện cái phương pháp này. Thì đây là phương pháp điều trị bậc 3 đối với bệnh lý bàng quang tăng hoạt. Trước đó để thực hiện phương pháp này thì bệnh nhân phải không đáp ứng với phương pháp điều trị bậc 1 và bậc 2. Phương pháp điều trị bậc 1 ở đây là thay đổi hành vi, còn phương pháp điều trị bậc 2 ở đây là tiêm Botox hoặc là sử dụng thuốc. Thì nếu cả hai phương pháp này không đáp ứng thì chúng ta có thể tính đến sử dụng được phương pháp kích thích thần kinh chay này. Thì nói chung phương pháp này là tương đối an toàn, chỉ một số ít bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim, phụ nữ có thai hoặc là bệnh lý rối loạn đông máu hoặc là có những cái bệnh tổn thương thần kinh thì những bệnh nhân đó thì không thể sử dụng phương pháp này được. Cái quy trình kích thích thần kinh chạy sau này nó sẽ có hai cái quy trình, một là kích thích dây thần kinh chạy sau bằng kim, hai là kích thích dây thần kinh chạy sau qua da. Cái kích thích thần kinh chạy sau qua da bằng kim á, thì mình sẽ có một cái kim nhỏ tương tự như cái kim để châm cứu. Mình sẽ đâm kim vào vị trí trên mắt cá trong, cắt khoảng 3 phần ngón tay và lùi về sau khoảng 1 phần ngón tay, và một miếng dán ở mặt trong của bàn chân. Sau đó mình sẽ cho xung điện dẫn truyền theo kim vào dây thần kinh chạy sau. Cái quy trình mà thực hiện dây thần kinh chạy sau này mất khoảng 30 phút và bệnh nhân mỗi tuần sẽ làm một lần và làm liên tục trong vòng 12 tuần. Còn về kích thích dây thần kinh chạy sau qua da thì thay vì đâm kim thì mình sẽ chỉ dán một miếng dán ở vị trí đâm kim, còn lại cái quy trình nó tương tự như cái kích thích thay dây thần kinh chạy sau bằng kim. Phương pháp này là tương đối an toàn, không cần phải gây mê hay gây tê gì hết. Bác sĩ có thể nói chuyện với bệnh nhân trong quá trình kích thích thần kinh chạy để có thể tìm hiểu bệnh nhân rõ hơn. Cho nên là mọi người không cần lo lắng về vấn đề gây mê, gây tê đối với phương pháp này.
Phương pháp kích thích thần kinh chày này thì tốt nhất bệnh nhân nên được kết hợp với một số thuốc, ví dụ như là thuốc kháng muscarinic. Đây là cái thuốc để giúp thư giãn cái cơ màng quang. Thì khi phối hợp với cái nhóm thuốc này thì bệnh nhân sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Thì cái phương pháp này tuy là ít xâm lấn và tương đối an toàn nhưng cũng nên được thực hiện ở những cơ sở uy tín để bác sĩ có thể theo dõi trực tiếp quá trình giúp an toàn cho người bệnh. Vết đâm tim rất là nhỏ cho nên là hầu như là sau đó là bệnh nhân sẽ cảm thấy bình thường, không có để lại cái vấn đề khó chịu gì nhiều. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần phải tập một số bài tập ở nhà như là tập giữ nước tiểu, rồi là tập các bài tập về sàn chậu, kèm theo đó là có chế độ ăn uống phù hợp, hạn chế những chất caffeine hoặc là đồ uống ngọt, thức ăn chua cay. Mình nên cung cấp nhiều chất xơ, các loại hạt ngũ cốc thì nó sẽ tốt hơn cho cái bệnh lý này. Đối với phương pháp kích thích thần kinh chày này thì mọi người có thể đến điều trị tại đơn vị nhiều nữ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM với các đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị về nhiều nữ. Mong rằng những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị khán giả và hy vọng được gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.